Đây là mẫu móc, mũi móc đơn mình đã làm sẵn. Mẫu này mình chỉ dùng một màu thì nhìn thấy nó bình thường. Còn mẫu này mình dùng nhiều màu thì nhìn nó khác, đúng không các bạn? Cũng một kiểu móc mà nhìn nó khác, nó đẹp hơn và nó nổi hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về mũi móc xích vào móc đơn. Những video trước mình đã hướng dẫn rồi, nhưng mà đi theo kiểu mẫu hình tròn. Lần này mình sẽ hướng dẫn đi theo đường thẳng và chi tiết hơn, để cho các bạn mới dễ tập và làm theo. Mẫu này các bạn có thể làm khăn quàng cổ. Bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Trước hết các bạn cần phải kiếm loại kim to như thế này, sẽ dễ cho các bạn mới tập làm hơn. Bây giờ mình bắt đầu, mình bắt đầu tập. Từ đầu các bạn bỏ tay vô, cộng chỉ vô ngón tay giữa tay trỏ vậy, rồi các bạn xếp chỉ đi theo từng kẽ ngón tay, rồi bạn đổi tay qua, rồi các bạn cho kim cầm móc thì ba các bạn cầm giống như mình cầm vít vậy đó, rồi các bạn cho kim qua cái lỗ, rồi cái tay ngón trỏ mu nhẹ nhẹ cho chỉ nó lỏng ra, rồi các bạn bỏ kim vô cái cọng chỉ và kéo qua luôn, rồi tay cá cho các bạn kéo xuống thì cho nó chặt lại, rồi các bạn để cái mũi móc xích nó hơi lỏng một chút, rồi các bạn bỏ kim vô cái móc cái sợi dây vô cái đầu kim, rồi các bạn kéo qua luôn là được một mũi móc xích. Các bạn làm lại giống như vậy. Các bạn cứ để ý mình làm sao, các bạn làm theo như vậy. Mình đi từ từ để cho các bạn dễ nhìn và làm theo. Bỏ cái sợi chỉ vô giữa cái đầu kim mà kéo qua, làm lại, bỏ cái sợi chỉ nó qua cái đầu kim mà kéo qua. Các bạn làm cái ngón tay cái các bạn đi theo để giữ, để cho cái mũi móc nó được đều. Tại mới tập thì mình phải làm như vậy. Các bạn làm nhiều lần thì nó sẽ quen tay. Hỏi tại sao người ta móc nhanh? Tại vì người ta quen tay đó các bạn. Các bạn mới tập thì các bạn đi từ từ. Nhiều khi thấy người ta làm nhanh quá mình không hiểu gì hết. Cho nên video này mình đã hướng dẫn chậm để cho các bạn dễ nhìn và làm theo. Các bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Người ta quen tay thì người ta làm nhanh như vậy nè các bạn. Người ta không cần giữ. Nhưng mà mình mới tập thì mình phải giữ để cho cái mũi móc nó được đều. Mình phải đi từ từ. Khi nào mình quen tay thì mình sẽ làm nhanh được. Khi nào mình cần móc mình cũng cần phải dùng mũi móc xích hết các bạn. Cho nên mình cũng phải biết trước. Móc xích thì dễ nhất rồi. Khi nào thấy tuột dây thì các bạn xếp lại, xếp chỉ lại đi theo lên xuống từng kẽ ngón tay. Để lúc mình móc mình cho cái ngón tay trỏ lên nhẹ nhẹ để cho chỉ nó lỏng ra từ từ.
các bạn cứ đi từ từ như vậy. Mình mới tập thì mình phải làm như vậy. Mình tập móc xích cho nó quen đi rồi mình sẽ lên móc đơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu lên mũi móc đơn, mình bỏ cái lỗ đầu mình vô cái lỗ thứ hai nha các bạn. Mình bỏ kim xuống, rồi mình bỏ lên, mình kéo chỉ xuống qua cái lỗ đó luôn, cho hai cái đường chỉ nó bằng nhau. Rồi các bạn kéo chỉ qua luôn. Đó là thành một mũi móc đơn. Các bạn làm lại, bỏ kim xuống, kéo ngược lại, kéo chỉ xuống, cho hai cái mũi nó bằng nhau. Mua cái tay cái lên rồi kéo chỉ hết qua luôn. Đó là mũi móc đơn. Các bạn cứ đi từ từ như vậy. Các bạn cứ nhìn mình làm sao các bạn làm giống như vậy. Các bạn thấy có dễ hiểu không? Đó, khi quen rồi thì các bạn sẽ làm nhanh được như vậy. Người ta làm nhanh, người ta vẫn mua cái tay để cho cái kim nó đều đó các bạn. Đó, khi quen rồi các bạn móc nhanh được như vậy. Rồi bây giờ móc chậm lại. Tay phải móc, tay trái đi theo để giữ cho nó đều. Mình mới tập mình không nên làm nhanh đâu các bạn, nếu mình làm nhanh mình sẽ bị méo, cho nên mình cứ từ từ mình làm cho nó quen đi, rồi lúc đó quen tay rồi mình làm nhanh nó cũng không sợ bị méo. Đó, các bạn cứ lên, cứ đi từ từ. Khi với các bạn quen tay rồi các bạn làm khăn quàng cổ cũng được, các bạn đổi màu nhìn nó đẹp.
Đây là mũi móc căn bản. Các bạn biết rồi, các bạn sẽ có thể móc được nhiều kiểu. Rồi bây giờ mình đi nhanh. Khi quen tay rồi mình đi nhanh được như vậy. Không biết thì thôi, biết rồi cũng thích. Mình biết rồi mình phân ra nhiều kiểu cũng thích lắm các bạn. Nhìn cái mũi móc rất là dễ thương phải không các bạn? Mình móc cho xong cái vòng này là coi như là mình xong bài học 1 nha các bạn. Bài học 2 sẽ là mũi móc xích và móc kép. Mời các bạn nhớ đón theo dõi nha. Mình biết được những mũi căn bản này mình sẽ có thể làm được nhiều kiểu lắm các bạn. Vì nhiều khi kiểu nào mình cũng dùng những mấy cái mũi này hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Bài 1 mình làm tới đây là xong. Mời các bạn đón xem tiếp. Mời các bạn đón tiếp tục theo bài hướng dẫn tiếp theo là rest, là bài 2 nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.